cùng với khẩu trang và dung dịch sát khuẩn vệ sinh tay, thì các sản phẩm bổ sung vitamin C cũng được nhiều người dân quan tâm những ngày này để chủ động bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh do virus nCoV. Tuy nhiên, bổ sung vitamin C như thế nào là hợp lý thì không phải ai cũng nắm rõ. Phản ánh sau đây của chúng tôi sẽ phần nào giải đáp cho quý vị và các bạn về thắc mắc này. Hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều thông tin về việc bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch bệnh do nCoV với đa dạng các loại sản phẩm. Không phải chỉ dựa vào mỗi vitamin C thì chúng ta có thể phòng được bệnh, nó chỉ là một yếu tố giúp nâng cao thể trạng. Vitamin C tham gia vào tất cả các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể. Khi mà cơ thể thiếu vitamin C thì sẽ xuất hiện rất nhiều các triệu chứng như là bị chảy máu chân răng này, rồi là dễ bị nhiễm trùng, lâu lành vết thương hoặc là xuất huyết tế da. Chính vì vậy là vitamin C đến giai đoạn hiện nay thì được chứng minh là có thể tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch của cơ thể. Theo các bác sĩ, bổ sung vitamin C không có tác dụng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, nhưng sẽ góp phần tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Do vitamin C cần thiết cho quá trình giải độc của cơ thể, người dân nên chú ý nạp đầy đủ hàng ngày, nhất là khi bị bệnh. Liều lượng của vitamin C thì được khuyến cáo là từ 0,2 đến 0,5 gram một ngày. Và khi không nên uống quá 1 gram một ngày. Và khi có thừa vitamin C thì cái nguy cơ bị tạo sỏi thận như là sỏi ô salad thì khá là cao. Và khi thừa vitamin C có thể các triệu chứng dối loạn tiêu hóa và cũng có thể gây chảy máu do thừa vitamin C. Chính vì vậy là khi mà sử dụng vitamin C thì phải có sự tư vấn của bác sĩ, có đơn bác sĩ. Bởi vì trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta thì khi chúng ta ăn đủ lượng rau xanh và hoa quả tươi thì lượng vitamin C đưa vào trong cơ thể khá là nhiều. Vitamin C tổng hợp không thể thay thế nguồn cung từ rau xanh và trái cây. Người khỏe mạnh nên tận dụng vitamin C từ rau quả, bởi đây là cách phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể, không cần bổ sung từ thuốc.